Nhật Quan đi kìa. Nhật Quan đấy. Ừ, đẹp chưa? Chào bà. Ừ, con đi học về. Vâng. Bà ra ăn tỉnh vô đi. Cháu đi nhà bên sang ngày mai con đi gửi cháu đi về chơi với các em. Ừ. Cháu đi Còn hãng chấm thế này. Thank you.
chính nhài. Chính nhài nhờ. Cầm cầm cái cốc cho em cái. Cầm. Giỏi đấy nhờ. Giỏi đấy. Mẹ đi nhặt đỗ về, mẹ không biết em bé ai bỏ rơi ở ngoài đường ấy, nên mẹ nhặt để nuôi. Nên mình thêm một em nữa con ạ. Em ngoan lắm đấy, nhờ. Đây. Mẹ thương con. Bông cho mạnh đi. Chị đi nhặt ve chai và chị đã mua bim bim cho ăn. Vâng. Quân học sao chị có học hành mà nhá. Vâng. Mẹ ăn giỏi biết gì đâu con. Đây nhá. Chị ơi đấy. Đây nhỉ. Con ăn đã. Con ở nhà cho em bé để nhận em bé là đứng mạnh đi nên đừng lấy nấm nhá. Lấy nấm để bán. Hai mẹ con đi lấy nấm đi nhở. Tìm nấm để đi bán nhá.
xuống đây rồi mẹ ơi. Mạnh ơi, trên kia nhiều thế, hai mẹ con mình nhau nên đào nhá, đào để bán lấy tiền mua sữa cho em bé nhá. Đây là mẹ con để mẹ đào nhá. Ngoan để mẹ làm nhá. Mẹ đang đào nấm đi bán. Chuyển đi mặt nha.
thêm mấy cân nào hôm con này về nhá. Chơi để mẹ lên chơi chặt bông chuối để bán cho mấy tiền nhân viên quan nhá. Ừ.
với nhá. Ăn được đâu, chưa chín đâu. Nhá. Con chỉ có ăn cái kiểu bộ như bim nhá. Không con à? Ông có tớ quá. Để con thể ngã. Ôi. Bám nha. Yeah.
Bye.
đi chợ vậy rồi các con ơi. Dạ rồi. Mẹ mua bánh kẹp cho ai đấy? Mẹ mua bánh kẹp cho em bé. Đừng nhận lấy bánh cho quán ăn đi. Ôi con làm sao thế này?